Xin chào các bác. Cái sóng này sâu đến đùi các bác. Các bác thấy đẹp thế nhưng mà lừa được đúng một con. Giờ hố tận trước nó đẻ. Bên trước nó không ánh nước, các bác có thể không nhìn thấy đâu. Bác đi đâu sớm này bác? Cháu vớt cái ống nươn. Dạ. Cháu vớt cái ống nươn. À. Nó trái vụ trái được bác ạ. Vâng. Được rồi, trái được cái. Liên ở đây cả cái đứng đế. Vớt lắm bác ạ. Đi vớt lắm. Nấp hết, vâng. Vâng. Hai cái nha các bác. Ba cái đang mà đang bảo có chủng nó nhiều lươn họ lớp mất rồi. Đám này em thả có ba cái này. Còn ba cái này hôm qua em thả đơn giản này các bác. Ba cái này em thả đơn giản này. Ngay gần nàng. Trồng nó một con. Tầm nó ngay đầu rồi các bác. Cựa trong rồi các xác bọt lươn đẻ đây. Bọt lươn nở chính xác luôn này. Chính xác quay này. Đang vớt ống lươn em gặp ngay tổ chim này. Chim là 2, 4, 6 trứng này. Đây các bạn. Trứng tâm tung. Được nươn nha bác. Nó vừa thò ra.
Đây, em thả ít ống rồi nhưng mà phê lắm các bạn. Cái lưới nó không to. Quang quang dí bên nào đây. Hết mùa thả chút lươn rồi các bác ạ. Lươn thả vẫn được nhưng mà nó nhỏ lắm. Ống vừa vớt đây xịt các bác. Cái này được. Rồi, các bác có thể nghe thấy. Có những cái lưng ống các bạn. Mà lươn nó nhỏ, nó không to. Xem đặt mãi trên đường. Bên trong này nha các bác ơi. Hôm qua còn mấy cái đây, em tí nốt ở đây em về. Ống em vẫn hở đây các bác. Cái đít ống em vẫn hở này. Qua còn mấy cái ở đây nữa. Dí nốt em về đấy được đấy các bác. Đấy được đấy. Ôi may quá cái này. Lươn nó to to tí các bác. Còn em thấy nguyên thấy lươn con này. Tí ngã các bạn. Lươn to các bạn. Em thấy có cựa lươn to rồi. Qua 6 cái đây em dí vào đây để em về đấy. Được hay không thì cũng phải đánh chịu vì nó hết chỗ thả rồi. Vứt vội lên cho bác nhìn này. Đây ống số 10. Lươn to này các bác. Ống số 10 đấy. 3 phát rồi đúng không các bác? 3 phát lấy cả 3 rồi. Xịt. Không xịt các bác. Cái này được một con thôi. Còn những cái kia cái nào cũng được 3-4 con luôn. Có ống nặng phết đấy. Ơi, ống này không có nước rồi. Nhấc lên không có nước rồi. Còn cái này cái cuối cùng đó các bác. Đây các bác nhìn thấy tăm. Đây, vẫn còn bong bóng này. Ngay em nhấc ống ạ. Bài này còn rất nhiều lươn luôn. Chưa vào vì mùa này là mùa trái vụ. Đấy thấy chưa? Các bác nhìn thấy không? Không phải đi câu kéo làm gì mất thời gian các bác. Đây em chả thả tranh thủ tí buổi trưa. Em phải làm vài cân.
các bác làm thế nào cho nó nhanh nhất, gọn nhẹ nhất, dễ kiếm tiền là được. Hôm nay có xịt nhưng nó không xịt, xịt không đáng kể các bác ạ. Bạn về em đi, chút cho bác xem. Đây các bác ơi, em mới chút cho bác xem nhá. Đây em đặt một chút cho bác xem. Nườn bé rồi, mất rồi các bác ạ. Có lẽ là nghỉ rồi các bác, không thả nó nương này nhỏ lắm. Đây ống đầy tăng. Ui giời, toàn nương nhỏ. Sao đây sao? Có những cái đầy tăng chỉ đấy. Chú nằm vớt cho các bác ấy xem đấy, có cả to và nhỏ, không nghĩ là lươn to không, vẫn dính nhỏ. Chỗ này lâu lắm rồi, mấy năm nay em mới thả. Còn có chỗ này xịt trông thấy luôn, cái xịt các bác. Cái này xịt nữa này. Đúc vào ráo dở đầu đuôi cho cả người ta. Nó rút trên xe mất. Có những cái đầy căng luôn. Cái nãy là đầy căng đấy. Chết. Cái này bị ngập nước, lúc em vớt lên. Đấy xịt các bạn. Đấy em thả gần đây cái, gần đấy cái mà 5-6 cái xịt đấy, 6-7 cái xịt. Chung ít đâu. Mùa này nó như vậy các bác ạ. Ít đường to vào lắm. Chết hết rồi. Không thả nữa các bác nha. Quê nó mưa rào rồi cho nên là quê em nó mưa rào rồi. Cho nên là không thả nữa. Cái đời căng. Tưởng nguyên to, nguyên nguyên nhỏ này. Bác, em mà đặt chút em được ít được mà. Được chứ này, to lắm. Nươn đẻ mà, nó trái vụ rồi em thả luôn. Không to. Không ra thì rắn này. Không, rắn nó sột soạt. Đấy thì ra. Nó trái vụ một cái quả, nó đẻ mà.
đang để. Nó mưa rào cả để ăn luôn. Có chỗ nó nguyên bọt. Em thả ngay trong nhà. Hai con té quá. Chúng này mưa lớn nhỏ. Có mấy cái nó nhiều lớn quá. Nhà lớn to nó không vào. Trừ khi nó đói thì nó vào mùa này thôi. Nó khác. Xong có cả xong ở trong đây rồi. Xem đây rồi. Đâu em đúc vào đấy. Gần hết rồi các bác. Đây có chỗ để nuôi không? Nuôi này chúng nuôi cái này đây căng nhá con. Mấy cái để căng này. Em chả nhớ là mấy cái hôm nay em chút cho các bác xem. Ôi giời ơi. Vẫn còn. Vẫn còn nữa sao? Đấy. Ui. Đấy căng luôn đấy. Ông đấy nhiều đấy á. Vâng. Bố đấy. Mẹ ông ạ, hôm qua chục con nhỉ? Mấy chục con rồi. Ơi, được chết à? Ra vàng bỏ mà. Ừ, để tôi. Anh về anh cho gà. À. Vâng. Đấy. Nó bị ăn thả thấp, nó bị nước hôm qua nó mưa đây. Nó bị cái túi. Vâng. Mưa thì nó bị thế này. Nó vừa rồi, chết. Nó chết mấy cái. Quà em nó mưa to là mình cứ vớt lên. Nhà bảo thả luôn vậy. Cuối cùng tính như thế. Nước mà, nước nó vào đây. Nước ngập nước thì nó phải bắt buộc nó phải phá ra. Cái đầy tiếp nhá các bác ơi. Cái đầy chắc căng chỉ mất rồi. Em sợ căng mất ạ. Ôi nguyên nhân nhỏ. Chưa được. Đà. Ôi mấy cái căng luôn. Nguyên nhân nhỏ. Em nghĩ là luôn to. Thì đợt trước em thả đúng cái này. Toàn căng căng đét. Hôm qua mỏ. Mỏ và thả. Vẫn căng như em nghĩ là luôn to. Không chín đỏ liên to không mà liên to không mà gần hết rồi nha các bác ơi. Cái này cái nữa là kết thúc. Ui bò lắm bò lắm bò lắm bò lắm cái cuối cùng nha các bác. Hết rồi các bác. Còn trên xe xịt mấy cái đấy. Nhưng trên xe 2-3 cái hôm nãy. Trên xe đây các bác nhìn. Đấy trên xe em xịt đấy. Hết rồi các bạn. Được lần này các bạn. Đây em cho nó lên một chút cho bác cho dễ nhìn.